đi lại. Xin chào các bạn, bà Tám nhìn Lê Quang đang đi tới chỗ sân khấu để hát tưởng niệm đêm nhạc của Quốc Dũng. Khán giả đứng sắp hàng rất là đông. Là ủi vậy, chết chưa? Sắp hàng để vô xem rất là đông. Ủa chưa mở cửa nữa anh ơi. Sao mình vô? Chứ anh Quang xuống chứ. Anh xuống trước đi anh. Anh gọi điện anh Nghĩa coi. Gọi coi coi hình như có thể băng nhạc có vô được rồi chứ. Vô đây nè. Ok. À vô đây để vô. Bà ngồi bàn số mấy? Số 8 nè, bà quay đi. Kính thưa quý vị công khách, xin cảm ơn. Thưa các anh chị nghệ sĩ và tất cả thân hữu có mặt ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức đêm hoài niệm nhạc sĩ Quốc Dũng, chúng tôi MC Thúy Anh và Nguyễn Đức Cường xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, hơn 10 ngày qua, trên báo chí cũng như là các làn sóng truyền thông, các mạng xã hội, chúng ta đã ghi nhận được rất nhiều hình ảnh, những lời phân ưu và những tâm tình chia sẻ thật xúc động trước sự ra đi bất ngờ của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và càng xúc động bao nhiêu, càng thương tiếc bao nhiêu, chúng ta càng nhìn lại và trân trọng những di sản tinh thần mà nhạc sĩ Quốc Dũng đã để lại cho cuộc đời cho chúng ta. Đó không chỉ là những di sản về những tuyệt tác âm nhạc mà còn là một lối sống chân thành, vị tha, khiêm tốn, luôn mở lòng với tha nhân. Những ai kể cả anh đều nhận thấy anh là một người sống cho nhiều người xung quanh. Cuộc đời của anh có hai ước mơ, một là dành cho âm nhạc và một là dành cho những kẻ cuối cùng. Và có thể nói cho tất cả những việc làm từ thiện anh làm trong suốt cuộc đời đều dưới danh nghĩa của một người vô danh. Vâng, thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay trong không khí thật là trang trọng, ấm cúng, trước hết cho phép Thúy Anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã dành cho Thúy Anh sự ưu ái để được làm MC trong buổi tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa tất cả quý vị, Thúy Anh tin chắc rằng những người Việt Nam của chúng ta ở tại quê nhà hay ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới chắc chắn trong cuộc đời ít nhất cũng đã phải có những lần, đôi lần chúng ta được nghe giọng nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và các anh chị em nhạc công cũng như các anh chị em ca sĩ chắc chắn cũng đã có đôi lần nào đó hát dòng nhạc của nhạc sĩ Quốc Dũng. Hôm nay trong khán phòng này và tất cả các quý vị đang theo dõi trực tuyến đêm tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng, tất cả chúng ta đến đây đều có cùng một mục đích là dâng một nén hương lòng đến với nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa tất cả quý vị, trước khi được bắt đầu, Thúy Anh xin phép được tóm gọn đôi dòng về nhạc sĩ Quốc Dũng. Vào ngày 15 tháng 6 năm 1951, tại Thái Lan, có một ngôi sao âm nhạc Việt Nam đã ra đời. Ngày đó, gia đình của nhạc sĩ Quốc Dũng ở Thái Lan. Và cho đến năm anh 3 tuổi thì gia đình trở về nước. Và đến 10 tuổi, anh được vào học trường quốc gia âm nhạc.
trong một chương trình về nhạc Tây Phương. Năng khiếu của nhạc sĩ Quốc Dũng đã thể hiện rất tuyệt vời, bởi vì 11 tuổi, anh đã bắt đầu viết những giai điệu nhạc thật đẹp. 16 tuổi, đỗ thủ khoa ở trường quốc gia âm nhạc. Và thưa quý vị, vào đầu năm 1930, nhạc sĩ Quốc Dũng đã là một trong những người đi đầu Việt hóa nhạc trẻ của Việt Nam thời bấy giờ. Vào 1972, đôi song ca Quốc Dũng Thanh Mai đã ra đời và gửi đến chúng ta những khúc tình ca nhạc trẻ cho đến bây giờ, qua bao thập niên vẫn là những dấu ấn rất đẹp trong lòng của những người thưởng ngoạn. Nhạc sĩ Quốc Dũng rất tài hoa, anh còn là một diễn viên đóng vai chính trong bộ phim Trường Tôi vào năm 1973 do đạo diễn Lê Dân thực hiện. Và trong suốt quãng đời là một nhạc sĩ, anh đã viết hàng trăm ca khúc, gồm những bài tình ca nhạc trẻ, gồm những bài tình ca quê hương tình tự. Và đặc biệt, anh còn là một nhạc sĩ hòa âm cho cả hàng ngàn những ca khúc của các ca sĩ. Anh còn là một người thu âm cho những tiếng hát ở khắp mọi nơi. Thưa quý vị, ân tình đó và tài hoa đó thật xứng đáng để cho tất cả chúng ta ngưỡng mộ anh, vinh danh anh và tưởng niệm đến anh. Cảm ơn quý anh đã có những chia sẻ rất là chân tình. Và thưa quý vị, không như thế, nhạc sĩ Quốc Dũng là người đầu tiên đưa tranh, bầu và sáo vào trong các hoạt động của mình. Anh là người đã tạo nên một trường phái chúng tôi gọi đùa là tranh bầu sáo. Và Quốc Dũng thường nói tranh bầu sáo là tình yêu của tôi, và anh đã đặt tất cả những cái nhạc cụ dân tộc ấy vào một chỗ ngồi thật xứng đáng. Hôm nay trong không khí tưởng niệm này, chúng tôi xin phép được thay mặt quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi livestream trên toàn thế giới, gửi đôi lời chia buồn đến danh ca Bảo Yến và hai cháu Khải Ca cũng như là Bảo Châu, và chị Hồ Thị Ngọc Thủy và hai cháu Quốc Thi và anh Thơ. Chúng ta đến đây để ngồi đi lắng lòng và đưa tiếng nhạc sĩ Quốc Dũng về nơi mà anh đã đến với chúng ta. Dạ vâng, thưa với quý vị, và trước khi chương trình bắt đầu, ban tổ chức cũng xin hân hạnh trước hết là cảm ơn sự có mặt đông đủ của tất cả các quý vị ngày hôm nay và tất cả các quý vị trên toàn thế giới đang theo dõi trực tuyến buổi tưởng niệm hôm nay. Và một lời cảm ơn rất đặc biệt đến với hội quán The Bell đã dành cho chúng ta không gian ấm cúng trang trọng này để có thể tổ chức nghi lễ. Và cũng chân thành cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã giúp về phần kỹ thuật để có thể đưa đến chương trình livestream cho tất cả các quý vị trên toàn thế giới có thể thưởng thức và theo dõi chương trình này. Và bây giờ, thưa quý vị, chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng xin được bắt đầu. Quý vị nhìn qua bên phía tay trái sân khấu, quý vị sẽ thấy nhạc sĩ Quốc Dũng đang mỉm cười với chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ nghe lại những tuyệt tác của Quốc Dũng và một ca khúc mở đầu. Chúng tôi muốn nhắc đến một ca khúc mùa xuân. Quý vị biết là trong âm nhạc Việt Nam ấy, chúng ta có nhiều ca khúc mùa xuân hay lắm, nhưng mà bên cạnh đó thì điệp khúc mùa xuân chắc thưa anh còn nhớ là một cái ca khúc mà chúng ta luôn luôn được nghe. Và trong cái ca khúc này đấy, không chỉ là chúng ta cảm nhận được cái sự chuyển mình, một cái vận hồi mới của thời gian, mà chúng ta còn thấy được rằng niềm vui chúng ta đang ngủ đến để xua tan phiền não của một năm vừa qua. Chúng tôi mời quý vị bắt đầu chúng ta nghe điệp khúc mùa xuân qua tiếng hát nữ ca sĩ Cam Thơ. Cam Thơ xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình, và kính chào tất cả các cô chú, anh chị em, ca nghệ sĩ có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin kính chào. Cam Thơ hôm nay rất là hân hạnh được tham gia chương trình này. Và Cam Thơ cũng một lời xin lỗi đến quý vị khán giả, là bởi vì
Cầm Thơ mới té bị gãy tay cho nên phải băng bột, cho nên là thông cảm, tại vì Cầm Thơ nhận lời hát chương trình này trước khi mà mình bị té, cho nên là mong tất cả quý vị thông cảm cho cái cánh tay của Cầm Thơ nha. Dạ, xin cảm ơn. Quý vị có theo dõi DVD
Đường Xưa mà Trung tâm Thúy Nga thực hiện vào năm 2005. Và khi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hỏi về sự tích ra đời của ca khúc Mai, thì nhạc sĩ Quốc Dũng nói là viết cho nhiều cô Mai. Và nữ ca sĩ Thanh Mai là một người bạn rất là tương đắc trong phần song ca cũng nói là bài Mai này là không phải viết cho Thanh Mai. Ẩn số về Mai, cô Mai cũng là một ẩn số. Nhưng mà thưa với quý vị, nếu mà chúng ta, vậy thì chúng ta dẫu như thế nào đi nữa, quý vị chắc cũng đồng ý với Thúy Anh rằng dù Mai là một ẩn số nhưng rất thú vị. Và ca khúc Mai ra mắt vào đầu thập niên 70, tức là 1971, đã gây được tiếng vang và là một huyền thoại trong âm nhạc của Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe lại ca khúc đó với điệu vals điệu đà qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Thưa quý vị, vâng, lần đầu tiên Vân xin gửi lời chào đến ban tổ chức và quý khán giả đang xem có mặt trong ngày hôm nay, cũng như là khán giả xem qua livestream của Đài Việt Face. Thì trước khi hát thì Vân cũng xin có vài lời chia sẻ về chú Quốc Dũng. Khi mà Vân đậu xe để bước vô trong này đó, thì Vân thật sự là cái khu đậu xe không có còn chỗ đậu nữa, thì Vân nói hôm nay khán giả thật sự là đã đến rất là sớm. Có người nghe nói là đã 5 giờ là đã đến rồi. Và thì khi mà Vân nghe được điều đó thì Vân cảm thấy là rất là ấm lòng và thấy một cái tình thương của mọi người dành cho chú Quốc Dũng rất là nhiều đó. Thì riêng Vân thì cũng thương chú lắm. Thì Vân gặp chú lúc đó là chú đã không có còn hoạt động nhiều, chú về nhà chú thu âm. Thì Mai Thiên Vân là một trong những ca sĩ mà được nằm trong cái list mà chú hay gọi về thu âm. Và lúc đó là chú Quốc Dũng trả lương cho Mai Thiên Vân. Đối với Mai Thiên Vân lúc đó là trả lương như vậy là cao đối với em. Nên là Vân xem chú giống như là một trong những người thầy, những người ân nhân của Vân. Bởi vì khi mà tới thu âm đó, thì chú cũng chỉ dạy Mai Thiên Vân rất là nhiều. Chú chỉ em phát âm nè, những cái chữ nào cho đúng. Và chú đặc biệt là những cái dấu ngã, dấu hỏi đó, thì chú chỉ Vân. Thì chú chỉ thì cái làm không được thì chú hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà sau đó về cố gắng từ từ cái mình nghiệm ra được. Thì sau này cái điều đó làm cho Mai Thiên Vân tiến bộ hơn rất nhiều trong cái vấn đề phát âm. Thì đó là những kỷ niệm. Và khi nghe chú qua đời thì Vân cảm thấy rất là buồn và vẫn còn lưu lại những tin nhắn của Vân với chú qua Facebook. Thì đó là những kỷ niệm và Vân xin chia sẻ ngày hôm nay. Và con cũng xin chia buồn đến gia đình cô Bảo Yến và hai em Khải Ca và Bảo Châu. Dạ. Thì cũng có duyên là Bảo Châu lại là học sinh lúc mà Mai Thiên Vân đi thực tập cấp 2 làm giáo viên ở trường Lê Quý Đôn, thì vô tình đi vào trong lớp học thì em Bảo Châu lại là học sinh của Mai Thiên Vân. Nên là Bảo Châu khi gặp cô Mai Thiên Vân thì rất là giật mình đó. Trời ơi, không có dám nói gì hết, nhưng mà cái cô này là tới nhà mình thu văn. Nhưng mà lúc đó thì thấy Mai Thiên Vân thì em rất là bất ngờ. Thì đó là những kỷ niệm có duyên với gia đình của chú. Thì sau đây Vân sẽ hát bài hát Mai. Lúc đầu Vân được giao bài khác, nhưng mà cách đây 3 ngày thì Vân đã được giao cái bài hát này. Chưa bao giờ em hát cái bài này. That's why hãy cho em nhìn bài chút xíu nha quý vị. Dạ. Cuối cùng thì Vân nghĩ là chắc là chú Dũng muốn Vân hát bài này, tại vì Vân cũng có chữ Mai ở trong đó. Vậy là Mai Thiên Vân sẽ hát bài Mai với quý vị nha. Dạ. Mai, anh nhớ môi em mỉm cười,
đợi chờ, đêm dài không biết bao giờ. Chiều về lạc lối trên khu phố mưa bay, lòng buồn thêm xót xa biệt cách. Lời hẹn hò đầu tiên em đã quên đi, con đường rộng vắng như biển lớn. Mai anh đã xa em thật rồi. Duyên dáng rất là nổi tiếng chúng ta, nhạc sĩ Nguyễn Quang, keyboard. Thank you, cảm ơn em. Và kế đến là một người sáng cầm violin, Hoàng Công Luật. Và đây, mời mắt đèn vàng, Trung Nghĩa. Vâng thưa quý vị, và bên góc trái của Thư Anh, tay keyboard, nhạc sĩ Mai Chí Dũng. Và một người nhạc sĩ rất nổi tiếng mà hôm nay anh lại khiêm nhường ngồi khuất phía sau. Thưa quý vị, nhạc sĩ Sĩ Dự trong phần bass. Và
một người nhạc sĩ về trống, Thu Anh cũng lần đầu tiên gặp ngày hôm nay, rất hân hạnh. Đó là tay trống Thanh Tuấn. Vâng, Thanh Tiến ạ. Thanh Tiến ạ. Cảm ơn em. Yeah. Vâng, phải nói là mấy ngày qua thì phải nói chúng tôi cũng rất là trân trọng và cảm động sự đặc biệt của nhóm anh em trong ban tổ chức. Một lát nữa chúng tôi sẽ mời quý vị nó lên để có đôi lời với chúng ta. Bây giờ mình trở lại âm nhạc nhé. Thưa quý vị, vào thập niên 1980, tức là cho đến cuối thập niên 1990, có một cái làn sóng nhạc rất là sôi động, chúng ta gọi là New Wave. Thì Cúc Súng cũng đã có góp cái phần của mình vào một cái chiếc tấu New Wave rất là sôi động. Và khi Cúc Súng nói Cường ơi, bổ ích lời cho ca khúc này đi, thì lúc mình có nghe giai điệu thì thấy nó rất là sôi động, rất là sôi nổi. Nhưng mà Cường nghĩ bây giờ mình để cho gần với người trưởng ngoại Việt Nam thì mình đưa cái ca từ cố gắng làm sao cho nó có chất thơ, vì thế ca từ hoang vắng ra đời. Và hôm nay xin mời quý vị cùng thưởng thức lại qua một tiếng hát rất là sôi nổi, rất là mạnh, rất là trẻ trung, rất là trẻ trung, hoang vắng Cúc Súng và tiếng hát Lương Việt Hùng. Xin mời quý vị thưởng thức. Xin cảm ơn anh chị. Lời đầu tiên phép Lê Việt Hùng xin được kính gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn anh Trung Nghĩa đã cho em có cái cơ hội được đóng góp tiếng hát của mình trong một chương trình thật ý nghĩa. Cảm ơn nhạc sĩ Quốc Dũng đã để lại cho đời thật nhiều những bản tình ca tuyệt vời. Và Hùng muốn cảm ơn cả chị Chi Di Phương Trinh nữa, bởi vì chị đã nhường bài hát này cho Lê Việt Hùng hát ngày hôm nay. Cảm ơn chị thật nhiều. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức Hoang Vắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đến một mộng đời rất say, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau sẽ bên nhau dài mãi sau. Có ai biết một lần sẽ đến cùng rời chốn bình yên. Ừ, em sẽ bao đời mây mông tiếng buồn. Buồn là cơn nắng say, tìm cơn gió cuốn. Ừ, em đi mãi là hoàng hôn tan về. Lòng anh đâu có hát đơn sơ. Ừ, em theo mãi đường mây xa tiếp buồn. Lòng em hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ. Thầm mong em đến một lần thôi thương nhé. Và đêm thôi ngơ ngác mong chờ. Và đêm thôi ngơ ngác mong chờ. Cảm ơn thật nhiều, dạ xin cảm ơn, chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui, xin cảm ơn thật nhiều. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Lưu Việt Hùng. Và thưa quý vị là, chắc chắn là buổi tối hôm nay, linh hồn của nhạc sĩ Quốc Dũng đang ở đâu đây với chúng ta. Nhạc sĩ Quốc Dũng chắc là sẽ hài lòng khi mà có những ca khúc viết rất là tình tự trong một tâm trạng buồn. Nhưng anh cũng sẽ vui khi mà thấy có những bài nhạc trẻ được trình diễn một cách sôi nổi. Và thưa anh, cũng mong rằng anh cũng vui với chiếc áo dài xanh này mà anh Nguyễn Đức Cường đã chọn cho thưa anh và bảo thôi em đừng mặc áo đen, mặc áo màu xanh cho nó sáng một tí, bởi vì hôm nay là buổi tưởng niệm. Thưa với quý vị, và đó là lý do tại sao mà thưa anh không mặc áo màu đen, để mặc một cái áo màu xanh dương đậm, để đừng có quá bi thảm và đứng trên sân khấu trình với tất cả quý vị. Thưa với lại quý vị ở khắp mọi nơi trên thế giới đang theo dõi chương trình và quý vị đang có mặt ngày hôm nay, nhạc sĩ Quốc Dũng của chúng ta, ngoài những bài anh sáng tác, anh viết lời, anh còn bén duyên với những nhà thơ. Nhà thơ Nguyễn Đức Cường chúng ta nghe rất nhiều, anh chính là người làm MC hôm nay với thưa anh. Nhưng mà có một nhà thơ khác, nhạc sĩ Quốc Dũng cũng đã phổ tới 4 bài, đó là Thi sĩ Xuân Kỳ. Vào năm 1992, một buổi chiều nhạt nắng, Thi sĩ Xuân Kỳ mang tập thơ đến và có nhờ nhạc sĩ Quốc Dũng phổ nhạc một vài bài. Nhạc sĩ Quốc Dũng đã chọn được một vài bài như Ngại Ngùng, Thương Thầm, Kẻ Đau Tình, Phương Hồng Quế. Phương Hồng Quế xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả có mặt nơi đây, cũng như quý vị khán thính giả có mặt khắp nơi đang theo dõi chương trình livestream của Đài Việt Face Thúy Nga. Phương Quế cảm ơn quý vị đã đến đây ngày hôm nay để cùng anh chị em nghệ sĩ chúng tôi tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng. Nhạc sĩ Quốc Dũng là một người bạn. Từ lúc Phương Quế với Dũng còn ở trong Ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức, mỗi lần chủ nhật mà đi thâu đài thì Dũng mang đàn mandolin đến để đàn. Lúc đó thì chúng tôi khoảng chừng mười mấy tuổi thôi. Và sau thời gian đó thì ra đời
rồi những lúc sau này thì Dũng có phòng thu một cái máy nhỏ xíu thôi, đó rất là thô sơ, thì Dũng cũng kêu Phường Quế tới để thôi những bài mà Dũng mới sáng tác. Và có một cái kỷ niệm mà Quế vẫn giữ mãi đến bây giờ là năm 2005, Quốc Dũng đến Cali, Hoa Kỳ, ở tại nhà nhạc sĩ Nhật Ngân. Thì Dũng có nói là Dũng ở đây thời gian dài, cho nên là Quế muốn làm hòa âm gì thì nói với Dũng, Dũng sẽ làm cho Quế một cuốn CD. Thì lúc đó Quế mới chọn những bài hát về lính, với chủ đề là CD là tựa đề Lính Xa Nhà. Và những bài hát đó Phường Quế muốn cho nó lạ. Một cái CD thường là 10 bài thôi, nhưng mà mình muốn làm mấy chục bài, tức là tất cả các binh chủng mình đều gom vào cái cuốn đó. Thì Dũng rất là khổ cực để làm, mà anh vẫn vui vẻ để làm. Tức là những cái liên khúc từ đoạn của cái tiết tấu nó đổi rất là khó khăn, mà Dũng đã hết lòng thực hiện cho Phường Quế cuốn CD đó trước khi anh trở về Việt Nam. Sau đó chúng tôi vẫn thỉnh thoảng Quế về Việt Nam vẫn gặp Dũng. Và hôm nay thì đến đây để chia tay anh, tạm biệt anh, là bởi vì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở một nơi mà bạn đi sớm quá, bạn bỏ tôi đi sớm quá. Nhưng mà biết đâu bạn đến một cái nơi nào đó rất là bình an, và tôi còn ở lại cuộc sống rất là nhiều va chạm khó khăn của cuộc đời còn lại. Mong bạn ra đi bình an. Và Phường Quế cũng xin gửi lời chia buồn đến ca sĩ Bảo Yến và gia đình. Thưa bạn ơi, bạn bình yên nhé. Bây giờ thì Phường Quế rung. Bây giờ là mời quý vị nghe một ca khúc mà Phường Quế hay dẫn với Quốc Dũng, bài hát Chuyện Ba Người. Nhưng mà ông đặt cái bài này đó, Chuyện Ba Người, mà hát một hồi tôi đếm tới 18 người là ông ơi. Thành ra hai người, nghĩa là hai đứa nói chuyện cứ cười hoài mỗi lần hát. Bây giờ mỗi lần mình đi hát bài này á, thì Quế cũng giỡn anh chị em nghệ sĩ đó, một người đi với một người, rồi một người lặng lẽ là hết ba người rồi, hai người chẳng biết làm sao thành năm người rồi, hát tới chót tới 18 người luôn. Nói thật đây là cái mà, cái vui mà Phương Quế với Quốc Dũng hay giỡn với nhau. Dạ, thì bây giờ Phương Quế xin hát lại bài này để gửi tặng cho Quốc Dũng, người bạn mà Phương Quế rất là yêu mến. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Thank you.
Còn lại, và nay anh đã ra đi.
Sự ra đi của anh quá âm thầm và lặng lẽ. Và chúng ta hôm nay có mặt nơi đây để nói với anh rằng anh có thể ra đi một cách lặng lẽ như vậy. Và từ ý tưởng đó, anh em chúng tôi đứng ra làm đêm hòa niệm về anh, không ngoài mục đích nhớ về anh, nghiêng mình trước sự ra đi của anh. Và cũng không quên cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã có mặt đêm nay, người hát, người tâm tình như một nén nhang lòng hướng nghĩ về anh. Cầu xin anh ra đi thanh thản như tính cách con người anh, nhẹ nhàng và yêu thương. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn anh Lê Quang, chúc anh lúc nào dồi dào sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, qua những tiết mục vừa rồi chúng ta thấy là âm nhạc của Quốc Dũng rất là đa dạng. Có thể nói là cái sự nghiệp âm nhạc của anh là một cái hành trình nó không giới hạn về cảm xúc, cho nên đôi khi nó chạm vào những cái chuyện trái ngang và bi kịch. Chuyện tình trong ca khúc này chúng ta không biết là có thật hay không, nhưng qua đó chúng ta thấy là cảm xúc của Quốc Dũng đã len lỏi vào những cái chỗ được và không được của đời sống. Mời quý vị nghe một tiếng hát rất hay qua một cái tác phẩm rất nồng nàn và rất say dứt của nhạc sĩ Quốc Dũng, Cõi Mộng, và tiếng hát nam ca sĩ Nguyên Khang. Nguyên Khang xin chào tất cả quý vị. Thank you.
đời như bóng chiều. Một trào bình minh, một dần sụp tối, nỗi đau lặng nhìn mà thôi. Vẫn hay bóng ta đến từng đêm trong niềm mơ, khi say cùng đàn vẫn thờ. Vẫn tiếng hát thiết tha từ môi em nhẹ ngủ trong cơn mộng yêu đương. Có bao giờ em thấy chìm trong đáy hồn, một người nhìn em rát rào thầm kín, vẫn chưa lần đến bên em. Nắng đêm rọi trên má hồng, có gây một giây ấm lòng. Hồn còn chờ ai nhịp tình ấy giữa khung trời màu nhạt ấy. Hồn còn chờ ai hoa nhịp tình ấy giữa khung trời màu. Xin vui vui rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến đây buổi tối ngày hôm nay để tưởng niệm đến một người anh. Thú thật với quý vị, Khang rất thích dòng nhạc của anh và cái bài hát vừa rồi là Khang hay đi hát. Và Khang trong bất cứ show nào Khang cũng hay đùa là xin mời quý vị ra sàn nhảy với điệu rumba. Nhưng mà ngày hôm nay Khang không thể nói được. Khang được gặp anh Dũng hai lần, một lần ở Việt Nam và một lần tại Hoa Kỳ. Cái điều mà Khang nhớ nhất của anh là một người rất hay cười và rất là ít nói, quý vị. Nhưng mà cái quan trọng mà Khang rất ghen tị với anh là một người rất cao ráo và đẹp trai. Cảm ơn quý vị đến đây buổi tối ngày hôm nay. Thank you. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn tiếng hát Nguyễn Khang đã gửi đến chúng ta một cái tình khúc rất là dai dứt của nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa quý vị, đến bây giờ thì Nguyễn Đức Cường thấy là Cường phải mời một người này. Anh là một nhạc sĩ rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ và cũng là một người em rất là thân thiết với nhạc sĩ Quốc Dũng. Anh sẽ lên đây để chia sẻ một vài cái cảm nghiệm của chúng ta. Thưa quý vị, hãy cùng chúng tôi chào đón nhạc sĩ Trúc Hồ. Xin chào quý vị ở nhà. Trúc Hồ có mặt đêm nay bởi vì muốn chia sẻ và điều về anh Quốc Dũng. Quốc Dũng là một người thế hệ trước đàn anh. Khi mà Trúc Hồ còn nhỏ, nhà Trúc Hồ là lớp nhạc Trúc Gia, thì hầu như tất cả ban nhạc điều đến đó tập nhạc. Năm đó anh Quốc Dũng hay tới với thầy Bảo Chánh, với lại một người nhạc sĩ chơi guitar là anh Tài và nhạc sĩ chơi trống là Mạnh Tú, những người nhạc sĩ giỏi nhất của miền Nam mình. Ở anh Quốc Dũng, Trúc Hồ học rất nhiều. Đến ngày hôm nay, mấy tháng trước, anh em làm cùng nghề với nhau, những nhạc sĩ hòa âm sáng tác, có một cái group text từ thế hệ trước của Trúc Hồ, như là thầy Bảo Chánh, anh Quốc Dũng, tới Hồ, tới nhạc sĩ Kim Tuấn và những người sau đó. Thì anh Quốc Dũng có chia sẻ với Trúc Hồ: Hồ, thầy Bảo Chánh thì may mắn, thầy có mấy đứa học trò bây giờ là điệu nhạc sĩ hòa âm giỏi. Lúc đó Trúc Hồ không có trả lời,
cái gì hết. Cho tới ngày Trúc Hồ nhận được tin ảnh ra đi, Trúc Hồ mới nhớ lại. Thật sự trong lòng Trúc Hồ đã coi Quốc Dũng là thầy của mình từ lâu lắm. Khi còn nhỏ, Trúc Hồ đã mê ảnh qua bài Điệp Khúc Mùa Xuân, ngay cái chỗ đòn trống tắc. Cái đó thời đó văn minh vô cùng, kính thưa quý vị. Tự nhiên mình thấy một người nhạc sĩ quậm văn minh như vậy, mình nghiên cứu, mình học hỏi. Và cách anh Quốc Dũng chơi guitar thì có lẽ là không có người thứ hai. Cái chiêu này chúng tôi cũng học từ anh Quốc Dũng, là chơi guitar như mình chơi nhúng theo đường bầu. Ha? Guitar thì những người guitar chơi thì hay nhúng lên tê, không, cái đó là thường rồi. Ảnh nhúng xuống như là đền bầu vậy đó. Và sau này Trúc Hồ không ngờ là nhạc sẩm mà Trúc Hồ mê nhất, có thể nói là cái giai điệu tuyệt vời nhất trong lịch sử của âm nhạc Việt Nam, anh Quốc Dũng anh sáng tác khi anh mới có 16 tuổi. Thật là kinh khủng. Vì mình xa nhau nên em không biết xuân về đấy thôi. Giai điệu tuyệt vời. Có thể vài trăm nữa đó, giai điệu cũng vẫn còn tồn tại với những người yêu nhạc. Năm 16 tuổi, Trúc Hồ được làm chung với anh Quốc Dũng trong đoàn tuổi trẻ. Trúc Hồ làm có hai tuần và Trúc Hồ đi vượt biên. Đoàn tuổi trẻ anh Quốc Dũng chơi guitar, đầu đầu của anh Trần Thiện Thanh tới hát. Làm việc với ổng, người anh Quốc Dũng là một người điềm đạm, tâm của một người biết yêu cái đẹp. Khi anh Quốc Dũng qua đây vài lần đều tới thăm Trúc Hồ, Trúc Hồ xin muốn nói với mọi người rằng đây là một người thầy của Trúc Hồ, một người Trúc Hồ chịu ảnh hưởng rất nhiều, từ chơi đàn guitar cho tới hòa âm cho tới sáng tác. Ngày hôm nay anh đã ra đi, nhưng Trúc Hồ biết chắc là mỗi độ xuân về, nhà nhà đều nghe nhạc của anh Quốc Dũng. Em xin cảm ơn anh. Ôi bà chị gì, bà xeo phè. Cùng màu áo không? Cùng màu áo, lắc ký vô nha. Nè, ký từ lưa nè. Kiểu mới là gãy tay là phải ký á. Đúng rồi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Giữa chiều những gương mặt nghệ sĩ Việt Nam và lưu giữ, cho chúng ta có cơ hội lưu giữ những hình ảnh về cuộc đời và những sáng tác của các nhạc sĩ. Hôm nay cũng vậy, trong tâm tình thương tiếc nhạc sĩ Quốc Dũng, chúng tôi cũng muốn được lên đây để chia sẻ đôi lời. Và chúng tôi còn nhớ là trong chương trình tác giả tác phẩm Thi Nga số 78, cô đã giới thiệu nhạc sĩ Châu Kỳ, nhạc sĩ Quốc Dũng và nhạc sĩ Tùng Giang. Hôm nay trong không khí ấm cúng và cảm động này, chúng tôi xin kính mời cô Tô Ngọc Thủy, giám đốc trung tâm Sinh Nga đến đây cùng với chúng ta. Xin mời. Chào ban nhạc, chào anh Trung Nghĩa. Thật sự Thủy rất là cảm động và cảm ơn anh Trung Nghĩa, anh nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường đã tổ chức một đêm để tưởng niệm nhạc sĩ Quốc Dũng rất là thân thương của chúng ta. Trung tâm Thúy Nga có may mắn đã thực hiện hai chương trình với nhạc sĩ Quốc Dũng, đó là chương trình Paris by Night 78, chủ đề đường xưa, với ba tác giả Quốc Dũng, Châu Kỳ và Tùng Giang. Và hơn nữa là chương trình rất đặc biệt vào tháng 3 năm 2021, lúc đó
dịch chưa có bắt đầu tại Việt Nam thì lúc đó thì Trung tâm Thúy Nga đã may mắn và được nhạc sĩ Quốc Dũng nhận lời. Thì đó em ủng hộ thì với anh cảm ơn Thủy rồi anh em mình đứng đây bữa nay đó là anh nói thiệt anh ngồi sau anh đời không ai thấy mặt anh hết nhưng mà anh so proud I did something great for my old friend anh nhà Quốc Dũng và Duy Quang là nhỏ 13, 14 tuổi là Dũng ở Hàng Xanh anh ở Bà Chiểu còn Duy Quang ở Phú Nhuận thì trong cái thời chơi nhạc đó thì có vài thằng chơi khá khá thì biết nhau hết thì khi mà Dũng nó đi đó anh rất buồn anh nhớ Dũng nó ngồi nó cứ nói chuyện anh nó cứ nhổ nhổ cái râu nó mất cái râu rồi nè dù là không có râu cũng vẫn cứ nhổ thì bây giờ khi mà anh em mình đứng đây làm bữa này thì là anh ngồi mà tôi làm sướng lắm phải là sung sướng nào mình làm được cái chuyện gì mà như là anh nói với em được livestream em thì đến tất cả khán giả bạn bè ở Việt Nam đã xem được đó là một cái điều mà anh rất vui vô cùng và anh hãnh diện và anh cảm ơn Thúy Nga. Dạ không có gì anh, em cũng xin nhắc đến một người là nhạc sĩ Tùng Châu cũng là nhạc sĩ hòa âm của Trung tâm Thúy Nga cũng là một người rất là thân với Quốc Dũng cũng phải nói là anh Dũng cũng là thầy của Tùng Châu thì vâng, thân lắm. Dạ thân lắm thì chúng tôi như là một gia đình như vậy đó thành ra cũng không biết nói gì hơn nhưng mà định mệnh nó đã an bài thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn cô Tùng Châu. Thưa quý vị là nãy giờ quý vị nghe những giai điệu của nhạc sĩ Quốc Dũng chúng ta thấy được là giai điệu của anh viết thật là nhiều màu sắc. Trời phải đi về các bạn ơi Lê Quang đòi về. Ba điện thoại được không? Ủa anh Châu Tuấn xuống rồi đó hả? Ở bàn rồi. Đây là anh Châu Tuấn. Anh Tuấn hát bài gì? Mùa sớm tan chuông ta áo trắng rồi bắt đầu bằng học sinh. Rồi ôi bắt đầu học sinh luôn. Trời ơi giống y chang. Y chang ha. Bữa nay ốm à? Ốm lại rồi. Hoài quá hả? Ổng nhiều quá. Sao hay vậy? Có tập không? Quay lại showbiz rồi phải ốm chứ. Ủa nhưng có tập thể dục không? Khó mà cũng uống thuốc diet lại ít ăn lại không ăn cơm em đẹp nè quá hay ha em đẹp em mập rồi giờ bắt đầu em diet lại nè thôi vừa vừa thôi để đẹp rồi ôi bữa nay ngon quá trời ngon luôn rồi. Ủa, gặp anh Tiền Duy Quang chưa? Tối. Gặp rồi, anh hẹn anh 17 tại bữa anh qua là trở anh về nè. Qua. Bây giờ qua thăm qua Bình Xu rồi. Vừa về. Bữa anh ổng qua đây ông gọi anh đỡ rỡ bị nha, mấy giờ qua, mấy giờ kia. Bữa nào gặp nhau cái gặp nhau em rượu qua mình uống rần bữa đi. Ui. Học sinh đâu có được uống rượu. Học sinh nó cúp cua. Cua hoài uống rượu. Nói gì chứ đâu uống nhiều. Uống cho gặp nhau cho vui. Anh Quang, đúng rồi. Quang giữ sức khỏe. Ừ. Đang chương trình đang hay cái ông đòi về. Thôi vậy thôi, thông cảm cho anh. Kỳ cục. Ảnh là số 1. Cho ông đi bộ về cho rồi. Trời ơi, số 1. Ta đang quay hay trời. Thôi về. Chưa anh quay tới lên anh Châu Tuấn hát nữa nè. Bye anh Minh nha. Bye anh. Dạ. Và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căng Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căng Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.